sáng đi đi chợ Costco mua ít đồ chi, coi buông đi có chi không quay cho bà con xem luôn. Đó, chợ Costco ở Edmonton, Canada. Cua này, cua này, cua Costco này, cua này, cua đông lạnh nhập ở bên Mỹ, cua của Mỹ, product of USA, làm bên Mỹ. Hai con đi mà mấy, còn 50 tiền ca. Kỳ 25 đồng, hai con 50. Con ký bữa đi lễ Tết anh đem về bán nhiều là chưa đây. Đây luôn, đây luôn. Đó, đây có bán trong hầm hầm đây bà con ơi, trong hầm của chúng tôi đây Canadian. Chừng bỏ ra 8 nữa các bạn. Còn bên kia các bạn tôm, tôm đi là tôm tôm biển. Tôm biển đi luôn thì 18 đồng. Thấy đi là 35 đồng. Thấy đi là 2 kỷ. Vì cái 2 kỷ. Tôm là tôm núi. Wow. 65
trong mình đi tặng trong mình cho mấy con đuôi đuôi 1, 2, 3, 4, 5, 6 đuôi 65 đồng là một đuôi là 11 đồng á. À, con bắt này thì cũng hôm đi hàng đông đã rồi nhưng bỏ ra cua có gì mà cua mà cua nấu rồi cua luộc này vị đi 31 đồng đi ba chục vậy ba chục là tỷ là một tỷ cong thôi để đi cong thì đất luôn chứ nên cong thì đất cắt rồi cắt được cái gì cắt được cái gì đúng rồi cái cuốn đi gái đi cuốn đi cuốn mì product of USA đi cuốn mì à có vừa đi bán nhiều á đi tắt cod bên này cod ở bên này cod frozen bên này còn có cod này cod này hàng của Canada đi ba chục là bao nhiêu một tỷ cá đông cả đôi cá và cả rấn và cá thì cá gì bạn thì anh gọi là rấn tiếng Việt tư cá tư rần mấy con gọi là Việt thì cá tiếng Việt cá là cá gì bạn cũng núi chính là nhà chờ bị đạt chứ mua chú chờ được nãy giờ rồi thôi bye bye bà có mấy
trong thang cấp 6 nhé. Đây. Đó, chờ đó, chờ ra rồi đó, mua được chân nữa đó. Hai tờ rồi bà con ơi, đẩy sao mà nặng quá, hai tay quay phim một tay đẩy không được vô xe hổ luôn. Khổ quá. Nghe YouTube này ngon cực đó bà con ơi. Mày sợ. Chúc ghế đồ xăng mọi người nhiều đi ha. Xếp hàng mình có chọc với mấy chiếc trước mình mà biết chứng mua tới phiên đây bà con ơi. Đồ xăng ở đây là chỉ có ai có cái thẻ thành viên mới vô đồ được này, cái mua cái thẻ membership này, gọi là thẻ thành viên năm chẳng cờ 6 chục á mới vô đồ được này. Rồi gần tới phiên rồi, xếp hàng đây 4 hàng 5 hàng chứ 2 4 6 6 hàng mà xếp nãy giờ chẳng có 5 phút luôn, chưa tới phiên mày con 4-5 chiếc mà hàng mình con 4-5 chiếc nữa. Chọc cái bão nó lục rồi không biết à, căng có tới không được. Đợi nãy giờ hơi lâu. Con bên là xong rồi tới phiên mình. Coi bà con ở sau đi ngon. Xếp hàng con 6 đuôi mình đây 6 này rồi. Rồi đi. Ở đây là mới một con hàng thôi nè. Hàng men thôi. Mà 6 hàng như rồi nhấn ra đi 10 chiếc. 6 chục chiếc xếp hàng là 6. Rồi đi mày. Sáng 99. Sáng tầm 7 là 99. Đang đồng lít á. Còn sáng 91 là đồng 15. Đồng 15 cent lít. Đồ đây mình luôn. Năm chục lít rồi, năm chục tư rồi, chưa đây nữa, sáu chục tư, sáu chục lít.